VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Bạn có biết hầu hết 85% các dàn karaoke gia đình trên thị trường hiện nay đều được lắp ghép sẵn. Thật ra khi có 100 dàn karaoke được bán ra thì trong số đó chỉ có khoảng 10 cấu hình khác nhau. 90 dàn còn lại đều là một trong 10 cấu hình có sẵn. Bạn muốn có một dàn karaoke phù hợp với kinh tế của gia đình mình, dàn karaoke của bạn chơi tốt thể loại nhạc mà bạn yêu thích và đặc biệt là một cấu hình được phối ghép chuẩn và hay, nhưng bạn không am hiểu nhiều về thiết bị âm thanh karaoke, càng không biết phối ghép sao cho đúng kỹ thuật, đúng chuẩn nguyên lý, những dàn karaoke phối ghép sẵn thì không theo ý tưởng của bạn mà lại quá mắc. Hey, bạn rối bời vì có quá nhiều khó khăn để có một dàn karaoke của riêng mình. Đừng lo lắng, đã có VDA chuyên gia âm thanh karaoke giúp ý tưởng của bạn thành hiện thực. Các bạn chỉ cần nói cho VDA biết nhu cầu sử dụng, diện tích phòng và gu âm nhạc của bạn là gì. VDA sẽ là người tận tay lựa chọn từng sản phẩm âm thanh, tận tay phối ghép các thiết bị thành một dàn hoàn chỉnh theo yêu cầu của bạn. Bạn đang lo lắng về chất lượng sản phẩm? Chúng tôi chuyên cung cấp những dòng sản phẩm chính hãng từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như JBL, BF Audio, BIK, Asnot, High Media, Ariran. Các sản phẩm mới 100% đảm bảo chất lượng. Bạn được đổi trả hoàn toàn miễn phí nếu lỗi từ nhà sản xuất. Bạn lo lắng về chất lượng phối ghép của VDA? Thì dưới đây là 3 điều kiện để VDA phối ghép dàn karaoke riêng của bạn. 1. Điều kiện cần: đảm bảo nguyên lý phối ghép về âm thanh, nguyên lý phối ghép loa và âm ly tối ưu cần tuân thủ. Công suất âm ly lớn hơn 2 lần tổng công suất loa. Trở kháng của âm ly nhỏ hơn tổng trở kháng của loa. 2. Điều kiện đủ: thiết kế một dàn karaoke riêng biệt theo mỗi nhu cầu. Từ chỗ hiểu được nhu cầu của bạn về diện tích phòng, gu nhạc thích hát, tầm tiền đầu tư, VDA sẽ phối riêng cho bạn dàn karaoke phù hợp nhất với nhu cầu của riêng bạn. 3. Điều kiện cuối: lắp đặt loa, chọn dây đúng nguyên lý âm học. Lắp đặt loa, âm ly, chọn dây dẫn và đi dây đúng nguyên lý âm học và phù hợp với không gian phòng của bạn để đảm bảo chất âm, độ sáng của loa và triệt tiêu hoàn toàn các tình trạng hú rè. Rất nhiều khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn VDA để được tư vấn và lắp ghép dàn karaoke của riêng mình. Vậy thì bạn thì sao? Hãy để lại số điện thoại bên dưới video. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện ý tưởng của bạn. Hoặc các bạn có thể trực tiếp đến với showroom của VDA để trải nghiệm các dàn karaoke đang có sẵn tại đây. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.